Gần đây, Trung Quốc liên tục tăng tần suất can thiệp quân sự vào Đài Loan. Theo phân tích của tạp chí ForWorld, Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương với sự tham gia thường xuyên của các tàu sân bay nhằm ngăn chặn việc quân đội Mỹ gấp rút tiếp viện cho hòn đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính đã cảnh báo rằng sự quấy nhiễu liên tiếp của quân đội Trung Quốc có thể dẫn đến tai nạn sát thương do bắn Nhật. Và thật sự tàu ngầm Sơn Đông của Trung Quốc đang đóng vai trò là kẻ thù tưởng tượng trong cuộc tập trận gần đây ở Đài Loan. Hành động của quân đội Trung Quốc rõ ràng đã biến hải quân của mình thành lực lượng tuần tra trên biển. Triển hiện cho các nước phương Tây thấy cũng khiến việc huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương trở thành trạng thái bình thường. Trước thách thức ngày càng tăng áp lực của Bắc Kinh, Mỹ với sức mạnh quân sự vượt trội của mình sẽ làm gì để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Bắc Kinh tấn công? Mời quý vị cùng theo dõi video ngày sau đây. Trong tháng 9, quân đội Trung Quốc liên tiếp đẩy tình thế căng thẳng lên cao ở eo biển Đài Loan. Ngày 23 tháng 9, Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố thông tin cập nhật của không quân. Tổng cộng có 10 lần máy bay xuất kích bị phát hiện, trong đó 2 lần đi vào không phận phía Tây Nam và Đông Nam. Tổng cộng 5 máy bay liên tục hoạt động ở eo biển Đài Loan. Quân đội quốc gia cần giám sát và ứng phó chặt chẽ. Hãng thông tấn Trung ương đưa tin, trong cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính thẳng thắn bày tỏ tình hình quân đội Trung Quốc đầy khác thường, bất cứ hoạt động nào cũng sẽ có nguy hiểm cao. Nói về cuộc tập trận trên biển của quân đội Trung Quốc vào giữa tháng 9, ông Khâu xác nhận tàu sân bay nhãn hiệu Sơn Đông của Trung Quốc đóng vai trò như một kẻ địch giả tưởng. Ông Khâu chỉ rõ, một mặt, quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận chung trên biển và trên không, và tàu Sơn Đông cũng ra tay đóng vai trò kẻ địch giả tưởng. Thậm chí còn hợp tác với hải quân từ Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông và Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam, tiến hành một cuộc tập trận lớn ngoài khơi bờ biển phía đông của chúng ta. Cũng theo ông, bất kể là hoạt động của máy bay hay tàu chiến đều có thể gia tăng nguy hiểm. Đây là lý do tại sao Bộ Quốc phòng Đài Loan nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh không nên thường xuyên có những hành động như vậy, vì lo lắng sau này nếu có gì bất thường xảy ra sẽ thực sự không thể cứu vãn. Trên báo Liberty Times, ông Dương Vũ Thắng, đại tá hải quân đã nghỉ hưu, cho biết, theo thông tin công khai từ Bộ Quốc phòng Đài Loan và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Bashi vào ngày 11 tháng 9. Chuyến hành trình quay trở lại Biển Đông vào ngày 15 tháng 9 chỉ mất 5 ngày. Trong khi ông Khâu Quốc Chính đề cập rằng chuyến đi này kéo dài chưa đầy 2 tuần, các đại diện cũng có thể tiến hành một số hoạt động huấn luyện khi trở lại khu vực Biển Đông. Khoảng cách tìm kiếm và hệ thống quan sát hải quân của Hải quân Đài Loan có thể tìm kiếm bị hạn chế, có thể thông qua việc nghe lén viễn thông trong phòng triển lãm điện tử của Bộ Quốc phòng hoặc Hoa Kỳ. Chỉ với sự chia sẻ thông tin tình báo giữa các đồng minh Nhật Bản, Đài Loan mới có thể hiểu rõ được thời gian huấn luyện của biên đội tàu sân bay Sơn Đông. Ông Dương cho biết, trước đây, quá trình huấn luyện bay đầu tiên của hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông mất nhiều thời gian. Mục tiêu là cho phép các máy bay trên tàu cất cánh và hạ cánh với số lượng lớn. Ngoài việc phù hợp với các tàu chiến khác nhau, thời gian huấn luyện này rất ngắn. Họ được huấn luyện như những kẻ thù tưởng tượng. Rõ ràng là Trung Quốc đã biến hải quân của mình thành lực lượng tuần tra trên biển. Triển hiện cho các nước phương Tây thấy, cũng khiến việc huấn luyện ở Tây Thái Bình Dương trở thành trạng thái bình thường. Tạp chí ForWorld đưa tin vào ngày 22 tháng 9 rằng, quy mô của chiến đấu cơ Trung Quốc và số lượng tàu chiến vào không phận và vùng biển gần Đài Loan trong tháng 9 là chưa từng có trong lịch sử. Điều này phản ánh quân đội Trung Quốc đang cố gắng tăng cường khả năng ngăn chặn Mỹ, bảo vệ Đài Loan khi bị xâm lược. Ông Thư Hiếu Hòa, nhà nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng, cho biết Trung Quốc luôn tin rằng khi xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc các vùng biển xung quanh, chắc chắn sẽ tiếp xúc với Hải quân Hoa Kỳ. Vì vậy, xác định Hải quân Mỹ là kẻ thù tưởng tượng. Khi tàu sân bay Trung Quốc được đưa vào sử dụng, ngoài việc rèn luyện khả năng chiến đấu của máy bay cũng sẽ được sử dụng làm kẻ thù tưởng tượng, tiến hành các cuộc diễn tập đối đầu trên biển và trên không. Theo ông Dương Vũ Thắng, các cuộc huấn luyện chiến đấu của Hải quân Trung Quốc trong năm qua không giống như trước đây. Nhiều lần các tàu sân bay có trọng tải hàng chục nghìn tấn và tàu tấn công đổ bộ Thai 075 đã vào Tây Thái Bình Dương để huấn luyện. Đầu tiên, tàu sân bay Liêu Ninh tiến vào Tây Thái Bình Dương vào cuối tháng 12 năm ngoái. Vào tháng 2 năm nay là tàu tấn công đổ bộ Hải Nam. Vào tháng 4 là tàu sân bay Sơn Đông. Vào tháng 6 là tàu tấn công đổ bộ Quảng Đông. Và vào tháng 9 là tàu sân bay Sơn Đông. Việc huấn luyện chiến đấu cho các tàu lớn đã trở thành trọng tâm chính của Trung Quốc. Ông Thư Hiếu Hòa đề nghị Đài Loan có thể nhân cơ hội quan sát cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc ngoài khơi, bờ biển phía đông, xem xét liệu lực lượng hải quân và không quân của Đài Loan có thể hỗ trợ và đánh chặn các lực lượng nước ngoài khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực này hay không. Trước đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan từng chỉ đích danh động thái của Hải quân Trung Quốc ở Vịnh Đại Trịnh, tỉnh Phúc Kiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính cũng nói rằng tình hình quân địch gần đây cực kỳ bất thường. Rõ ràng cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ở Vịnh Đại Trịnh không phải là cuộc diễn tập theo thông lệ mà là được tổ chức đặc biệt. Khi mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, Hoa Kỳ cũng sẽ xây dựng bến cảng trên đảo Batam ở Philippines. Điều này cũng có thể khiến quân đội của Trung Quốc có những động thái tương ứng vượt xa kế hoạch ban đầu. Về vấn đề này, ông Trần Lượng Trí, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng của Học viện Quốc phòng Đài Loan cho biết, trước đây, các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc thường được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 tại Vịnh Đại Trịnh. Và một khóa huấn luyện liên hợp ba quân cũng được họ tổ chức tại Vịnh Tường Sơn, tỉnh Chiết Giang vào tháng 9. Lịch trình cố định của hai địa điểm là khác nhau. Hai nơi này là căn cứ huấn luyện được quân đội Trung Quốc sử dụng để thực hành các hoạt động đổ bộ lên đảo. Nếu khóa huấn luyện vẫn diễn ra ở Vịnh Đại Trịnh vào tháng 9, nghĩa là các cuộc tập trận ban đầu của Trung Quốc được tổ chức vào tháng 6 và tháng 7 sẽ được mở rộng, cũng cho thấy tình hình ở eo biển Đài Loan ngày càng trở nên căng thẳng. Theo ông Trần, nếu quân đội của Trung Quốc chỉ mượn một căn cứ để tập trận, tất nhiên nó có ý nghĩa chính trị. Nếu một số lượng lớn các cuộc tập trận được tiến hành, càng đáng để cảnh giác hơn. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, câu hỏi đặt ra là quân đội Mỹ làm sao có thể bảo vệ Đài Loan khi Trung Quốc ngày càng hung hãn và mưu mô. Cách đây vài tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tuyên bố tại một phiên điều trần ở Hạ viện rằng quân đội Hoa Kỳ đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất với khoảng 800.000 lính Mỹ, luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Theo ông Austin, Mỹ chỉ cần một tháng để triển khai 800.000 quân này tới bất kỳ nơi nào trên thế giới và đưa họ vào hàng ngũ chiến đấu. Theo hệ thống chỉ huy hiện tại, quân đội Hoa Kỳ đã thành lập 6 chiến trường và 9 bộ chỉ huy cấp chiến trường trên khắp thế giới. Một trong số đó là Bộ Tư lệnh Vận tải Liên hợp Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm đặc biệt cung cấp hỗ trợ vận tải toàn cầu cho các bộ chỉ huy khu vực. Bộ chỉ huy này bao gồm Bộ Tư lệnh Không vận quân sự của Không quân, Bộ Tư lệnh Quản lý vận hành quân sự của quân đội và Bộ Tư lệnh Không vận quân sự của Hải quân. Tổng số nhân sự của nó là khoảng 115.000 người và các phương tiện vận chuyển chính của nó bao gồm hơn 600 máy bay vận tải và tàu chở dầu các loại, 300 tàu lớn, hơn 3.000 toa xe lửa quân sự và các sân ga đặc biệt. Ngoài ra còn có 2 phi đội được bố trí sẵn sàng lên đên trên biển quanh năm. Theo ước tính của chính quân đội Mỹ, với năng lực vận tải hiện có, sư đoàn dù 82 có thể được triển khai trên toàn thế giới trong vòng 24 giờ, chỉ với lực lượng không quân và sẽ không mất quá 3 ngày để triển khai một lữ đoàn xe thiết giáp bánh lốp Tracker. Nếu được vận chuyển bằng đường biển, người Mỹ có thể sử dụng các phi đội đã được bố trí trước để triển khai một lữ đoàn chiến đấu hạng nặng trong vòng 1 tuần và duy trì cường độ chiến đấu cao trong 30 ngày. Có thể nói, quân đội Mỹ đã phát huy tối đa khả năng phóng chiếu chiến lược của mình. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ chỉ huy và quản lý 4 phi đội định vị hàng hải. 4 đội này có 173 tàu các loại, trong đó có 36 tàu bố trí sẵn. Họ có 4 phân khu chính, phân khu Đại Tây Dương, phân khu Thái Bình Dương, phân khu Viễn Đông và phân khu châu Âu. Cứ 3 đến 4 tàu được bố trí trước sẽ tạo thành một phi đội và mỗi phi đội mang theo phương tiện, thiết bị, vật tư và đạn dược, có thể trang bị cho 2 thủy quân lục chiến cấp lữ đoàn. Phi đội bố trí hàng hải bao gồm 2 phần. kho vũ khí bố trí hàng hải và ụ nổi hàng hải. Một phi đội được định vị trước có thể chứa được bao nhiêu phương tiện? Lấy phi đội MPSRON-3 đóng quân ở Guam và Saipan làm ví dụ, bao gồm 3 tàu Ro-Ro lớp Bo-Bo 62.000 tấn, 2 tàu Ro-Ro lớp Watson 62.000 tấn và một tàu lớp Clark 40.000 tấn, tàu chở hàng và một bệ nổi điều khiển từ xa MLP 80.000 tấn, nó mang theo tất cả vũ khí và thiết bị của lữ đoàn thủy quân lục chiến hạng nặng 15.000 người, cũng như thiết bị phương tiện, vật tư, container, nhiên liệu và nước uống cần thiết cho 30 ngày hoạt động cường độ cao. Với tốc độ 24 hải lý trên giờ, nó có thể đến bất kỳ điểm hạ cánh nào trong bán kính 1.000 km trong khu vực trong vòng 10 ngày. Vào thời kỳ Hoàng Kim, quân đội Hoa Kỳ có 4 phi đội được bố trí sẵn MPSRON 1, 2, 3 và 4. Mỗi phi đội một ở Đại Tây Dương, đảo Diego Garcia, đảo Guam và Trung Đông. Phi đội Diego Garcia 2 và phi đội Guam 3 hiện đang hoạt động. Trong khi đó, lực lượng không quân Hoa Kỳ có đội tàu sân bay lớn nhất thế giới và máy bay vận tải hàng không tiên tiến nhất, bao gồm 3 máy bay vận tải lớn là C-5M Super Galaxy, C-17 Global Master và C-130 Hercules. Cho đến ngày nay, phi đội máy bay vận tải chiến lược của quân đội Hoa Kỳ vẫn là lực lượng quân sự lớn nhất và có năng lực lớn nhất trên thế giới, có thể dễ dàng đáp ứng các yêu cầu chiến đấu toàn cầu 24 giờ của quân đội Hoa Kỳ, đồng thời có thể thực hiện các nhiệm vụ thả dù và trên không. 42 máy bay vận tải C-5 có thể di chuyển 15.000 nhân viên từ châu Mỹ đến châu Âu chỉ trong 13 giờ. Trên đây chỉ là số liệu của quân đội Mỹ cách đây vài chục năm. Giờ đây, năng lực vận tải chiến lược của Mỹ sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng vận tải dự bị của quân đội Mỹ chủ yếu gồm 3 máy bay vận tải lớn KC-10, KC-135 và KC-46 với tổng số 472 máy bay. KC-10 có thể chở 27 pallet tiêu chuẩn, vận chuyển tới 100 binh sĩ và 76,5 tấn hàng hóa. KC-135 có thể chứa 6 pallet tiêu chuẩn và có thể vận chuyển tới 37 quân hoặc 37,6 tấn hàng hóa. Máy bay vận tải KC-46 có thể chở 18 pallet tiêu chuẩn, có thể chở tối đa 58 người, 24 cán và 43 tấn hàng hóa. Nếu năng lực vận tải vẫn chưa đủ, quân đội Mỹ cũng có thể chưng dụng máy bay chở hàng dân dụng để tạm thời làm máy bay vận tải. Ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ có số lượng máy bay chở hàng và hàng khách lớn nhất thế giới, với khoảng 1.000 máy bay chở hàng vừa và lớn, tính đến đầu năm 2023. Israel khai thác 710 chuyên cơ vận tải, UBS Airlines khai thác 291 chuyên cơ vận tải và Atlas Air vận hành 63 chuyên cơ vận tải đường dài Boeing 747. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn có một số lượng lớn máy bay vận tải đã nghỉ hưu, mặc dù hiện nay cơ bản đóng vai trò là kho chứa phụ tùng, cung cấp phụ tùng cần thiết cho các máy bay khác đang hoạt động, nhưng bản thân một số máy bay vẫn hoạt động rất tốt và khả năng tái nhập ngũ là không cao. Hơn nữa, lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Mỹ có khả năng triển khai và thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng. Họ có thể thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bí mật bằng cách nhảy dù trên không, lặn dưới nước và các phương pháp khác để thực hiện trinh sát, định vị mục tiêu và các hoạt động đặc biệt đằng sau phòng tuyến của kẻ thù. Mỹ duy trì hợp tác quân sự chặt chẽ với nhiều đồng minh và nước đối tác. Khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng Đài Loan, quân đội Mỹ có thể nhanh chóng triển khai quân đội với sự trợ giúp của các căn cứ và cơ sở ở các quốc gia đối tác này. Những điều trên đủ để Mỹ dễ dàng hỗ trợ một hoặc thậm chí nhiều cuộc chiến tranh có nhịp độ nhanh và dễ bảo vệ Đài Loan một cách nhanh chóng. Hải quân, lục quân và không quân hùng mạnh của Mỹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Đài Loan. Quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào về âm mưu của Trung Quốc và sức mạnh quân sự của quân đội Hoa Kỳ? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận bên dưới và đừng quên like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.